Là cái cách cục thì nó là cái cấu trúc trên một người. Cục thì chúng ta là gọi là một chỉnh thể, còn cách là cái cách sắp xếp, cách bố trí. Đó, thì chúng ta hiểu đấy là gọi là cách cục. Phải nữa không? Hiểu chưa? Cái cách sắp xếp trên một một cái cấu trúc đặc biệt thì người ta gọi cách cục. Cái từ này là mượn kiểu bên tử vi. Trong tử vi nó có những cái cách cục rất là đặc biệt, giống như là tử phủ ngũ liêm, hoặc là một cách cục khác nữa của nó là sát phá liêm tham chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì đấy là những cái dạng cấu trúc đặc biệt. Thì hôm nay chúng ta học về sinh trắc vân tay, chúng ta cũng mượn cái từ này, nhưng mà chúng ta trong vân tay nó có các cấu trúc đặc biệt thì chúng ta gọi là từ cách cục. Còn có cái cục nữa, đấy, đây là những cái cục. Vậy thì ba hoa bảy lụ có nghĩa là ba cái hoa tay và bảy chủng nước, ba chủng nước, à, bảy chủng nước, ba hoa. Cách cục này có gì thì chúng ta để ý là trong trong dân gian các cụ dạy là gì? Ba hoa bảy lụ thì tài, bảy hoa ba lụ thì đi làm tay sai người khác. Ba hoa bảy lụ thì tài, bảy hoa ba lụ này đi làm cho người khác. Thế là Thủy đi làm tay sai người khác đúng không nhỉ? Chưa? Nhiều hoa thì đi làm tay sai người khác. Ở đây không chê xấu, chê tốt. Mà tại sao nó lại diễn ra như thế này? Vậy thì ba hoa bảy lụ nó tài ở cái gì? Có ai giải thích được tại sao ba hoa bảy lụ thì tài không? Lụ là gì? Nước. Ba xoáy bảy nước. Tại sao ba xoáy bảy nước thì lại là tài? Có ai có câu hỏi, có câu đáp án không? Nước nó đặc trưng cho tính gì? Phương tay Hoa tây nó đặc trưng cho tính gì? liên kết tập trung Liên kết nữa. Chính xác. Trong trường hợp là chúng ta phân tích này. Anh Nhàn chịu khó học hết thì nước ở đây ấy, trường hợp này nó có hai vân, một là nước, trùng nước, trùng hai thế là trùng trùng vuông. Chúng ta gọi đây là trùng vuông. Trùng vuông là xoáy. Nước là tính, nước bản chất của nó là tính hòa đồng, còn trùng vuông này nó có đặc tính là độc lập.
Trên một bàn tay chúng ta có 10 ngón. Vậy thì tại sao gọi là ba hoa bảy lụ thì tài? Bảy nước, ba ba xoáy, chúng ta gọi là ba xoáy bảy bảy ba guôn bảy lúc đấy. Vậy thì trong trường hợp này thì nước nó mang tính chất là hòa đồng, thì bản chất của nước là hợp nhất. Cái tính chất ở nước đây này đồng nghĩa với là cái tính này là hòa đồng, nó gọi là hợp nhất. Thì nó đối nghịch với cả chủ quân độc lập, thì cái này nó gọi là đơn lẻ. Đấy. Bảy cái sự hợp nhất kết hợp với một sự đơn lẻ thì nó tạo ra một tài năng. Thì cái khả năng hội tụ của người này, nhưng hội tụ có sự dẫn dắt, nó giống như trong một mình chúng ta cứ hình dung ra trong một quốc gia. Đấy. Có ba bộ, có ba bộ phận chính: quốc hội, chính phủ và quốc hội là một này, chính phủ là hai. Và bao gồm là thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, ba thành phần. Chủ tịch quốc hội đại diện cho bên lập pháp, chủ tịch nước đại diện cho bên phía sức mạnh về chính quyền chính trị, còn chính phủ là ban của điều hành, nó có ba cái thành phần như vậy đó. Thì ba thành phần này nó mang tính chất là chỉ huy, thì đây chính là chỉ huy. Còn đô chủng nước ấy, chủng quân, nó mang tính chất là độc lập đơn lẻ. Cái nhiệm vụ của bên này, chủng này nó tính chất là chỉ huy dẫn dắt. Còn đâu các cái chủng nước này, nó mang tính chất là bản chất của thằng này. Bản chất của nước nó có tính, đó là tính thực thi hoặc là nguồn lực. Còn đâu chủ quân ấy, ở đây thì nó lại mang tính gì? Chỉ huy dẫn dắt. À, thì nguồn lực như vậy là nó để ra một cái nhân tố ấy, để có một cấu trúc hoàn thiện, thì nó gồm hai phần: một chính là nguồn lực, hai là chính là vùng chỉ huy. Thì hai cái này là kết hợp nhau với cái tỷ lệ là 73, đây là tỷ lệ lý tưởng. Đấy. Tỷ lệ là tỷ lệ tốt, và chính vì thế như cái người bảy ba hoa bảy lụ này gọi là tài năng. Trong nhóm này có ai có ba hoa bảy lụ như vậy? Em Em à, chúc mừng dạ em, chúc mừng Xuân. dạ em là ba hoa sáu nụ mà một AT á, không biết có tính là ba hoa bảy nụ không? Chưa được ba Nữa hoa bảy vậy là ba hoa sáu lụ. Ừ. nụ. Là Con trai em á sáu thầy. lụ, ba hoa làm sao mà sáu lụ được, phải tám lụ chứ. Nhưng mà có một a đấy là mạnh rồi. Thực ra nếu như mà hai a cộng với một a nữa là mạnh rồi. Ở đây chẳng qua người ta chỉ biết là từ từ lụ và hoa thôi. Ngày xưa các cụ không có biết chủng vân tay là gì hết. Nhưng cái này là do cái kinh nghiệm thống kê dân gian. Trong trường hợp này mình lấy cái kinh nghiệm của các cụ, mình phân tích tại sao, và thực tế là những cái người ba hoa tay và bảy cái chủ nước ấy làm là tài thật, có tài năng đó, là những người đó có tài năng đấy, thực tế là như vậy đấy, chứ không phải nói chuyện chơi đâu đó. Duy có không nhỉ? Duy nhỉ, hình như có. Duy có thiên tài là mà Duy Đức ấy. Đức Duy đâu à? Chui đâu rồi? Dạ.
Em bảy ba hoa đúng nhỉ? Vâng, nhưng mà nó không đúng vị trí này. Em có tài năng nhưng mà chỉ tiếc cái hai cái hoa của em lại nằm ở ngón chức năng này, Dạ. nhưng mà cũng là tài năng ở đây thì chúng ta không nói tài năng, thì nó có rất nhiều tài. Trong trường hợp như của ông Duy, ông có một cái hoa tay ở bên ngón R2 cộng với hai cái hoa tay, hai cái ngón ở vị trí của là 4 giờ 4, thì nếu như bạn này đi vào ngành giáo dục truyền thông thì là tài năng. Nè, có tài. Có tài ở đây có nghĩa là họ sẽ làm nổi bật lên cái khả năng của người ta, có nghĩa là người ta làm được cái xuất sắc ở một cái nhiệm vụ, một cái lĩnh vực nào đó, thì đấy người ta gọi là tài. Cái tài này nó sẽ sinh ra các yếu tố khác như là tiền bạc, rồi công danh, sự nghiệp, công việc đó. Thì đó là tài. Nếu như mà nó nằm ba hoa trên ba hoa tay, nằm trên cụ bốn này thì mới là thực sự là mạnh, bởi vì bốn ngón này là bốn ngón, trong đó hai ngón này là ngón chỉ huy tương tác đấy. Chứ còn nếu như mà nằm các hoa, nó nằm ở các dưới này, nó có một hoa phía trên thôi nhưng mà nó nằm các hoa tay nằm ở phía dưới này, thì nó chỉ là tài năng về mặt chuyên môn. Còn đâu nếu như là cái cấu trúc ba hoa nó nằm trong tổ hợp bốn cái nhóm vân tay, bốn cái ngón, hai ngón cái và hai ngón trỏ này, thì nó sẽ làm tốt ở vai trò, thì nó sức mạnh nó mạnh hơn, nó nằm ở vai trò của quản trị điều hành, bởi vì bốn ngón này nó là bốn ngón quản trị quản lý. Bốn ngón này sức mạnh là sức mạnh ở cái nguồn lực bên ngoài, sức mạnh ở trí tuệ bên trong, còn những cái ngón dưới này nó là ngón về chức năng đó. Vậy thì nếu như mà chúng ta nhìn thấy cấu trúc ba hoa nằm trên tổ hợp bốn ngón này thì người này là sẽ có cái tố chất như là thì là cái tài năng nó sẽ trội hơn, nó thể hiện về khả năng họ dẫn dắt lãnh đạo, mạnh về quản lý, mạnh về quản trị, mạnh về tư duy suy nghĩ. Nếu như ở ngón trỏ là mạnh về tư duy suy nghĩ, ở hai ngón này thì họ có một cái lợi thế, đó là cái những cái nguồn lực, những cái nguồn lực họ có khả năng quản trị được ra thế giới bên ngoài. Còn đâu nếu ở các vị trí chức năng ở dưới này thì họ sẽ thiên về chuyên môn, tài năng về chuyên môn, thì đấy là tài năng. Quay lại giải thích cái hiện tượng bảy hoa ba lù này, thì bản chất của nó là một bên là nguồn lực thì luôn luôn cần nhiều đấy, và chỉ huy thì ít thôi. Trong một gia đình cũng vậy đấy, thì chỉ huy trong một gia đình, thế là trong có một người chỉ huy thì là tốt, chứ trong một gia đình có 5 người mà đến 3 người chỉ huy là có vấn đề rồi đấy. Trong một quốc gia cũng vậy đấy, cái phần chỉ huy này nó không có nhiều. Đấy, thì bởi vì tại sao cái phần chỉ huy dẫn dắt này càng nhiều ấy thì nó sẽ làm càng rối loạn đất nước, giống như ngày xưa gọi là loạn 10 sứ quân. Trong một đất nước mà có 10 ông chủ, 10 cái vị tướng độc lập không có sự hợp nhất với nhau, thì lúc này nó sinh ra xung đột, mâu thuẫn, thậm chí là nó gọi là chèn hạ nhau. Đấy. Nó có hai vấn đề. Một là hợp nhất, hai là đấu tranh luôn. Thì những cái nhóm mà tính độc lập ấy, thì bản chất nếu không hợp nhất được thì nó là đấu tranh. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Chứ nó không đơn giản là nó giữ ở thế trung lập đâu. Cho nên tại sao lịch sử bao nhiêu nghìn năm đấy rồi, các quốc gia gần như là các quốc gia độc lập là xâm chiếm, là chiến tranh đánh nhau, bởi vì thực ra trong con người chúng ta thì cái phần bản năng nó vẫn nhiều hơn phần bản năng ấy. Cho nên là nó lúc này nó không có cái sự trung lập đâu, mà gần như nó xảy ra cái sự đấu tranh. Thì chính vì thế mà cái cấu trúc mười hoa, cấu trúc mà nhiều nhiều cái vị tướng lại không tốt. Trong trường hợp này cái tỷ lệ bảy hoa ba lục chính là cái tỷ lệ là ba dẫn dắt, 7 thực thi. 7 thực thi ở đây thì là 7 cái vân tay này, thường thường chủ nước nó là tính hợp nhất. Hợp nhất. Đấy. Nó không có sự kẹt cựa nhau. Nó là sự hòa đồng thành một khối, sức mạnh thành một khối lớn.
và được dẫn dắt bởi ba cái thành phần cơ bản này thì đó là tài năng. Nếu như mà các khoa tay nằm ở vị trí này là tốt nhất. Nếu như ở vị trí ngón cái bên tay trái, ngón này không lên là khoa tay một tâm, và ngón này ít nhất thì từ vân tay khoa tay hai tâm trở lên. Còn riêng ngón cái bên tay phải, ngón này thì khoa tay một tâm thì tốt. Đấy. Ngón này bên khoa tay một tâm ok. Đấy. Ngón này khoa tay một tâm cũng được. Đấy. Như vậy nếu như cách cục ba hoa tối ưu của nó là ở vị trí của L1, R1, L2, R2 nên ba hoa nằm đây, chứ không nên có ba hoa nằm ở ngón tay, không nên có một hoa tay một tâm ở ngón tay cái bên tay trái này. Tại sao? Tại vì mình muốn Vị trí tương tác. hòa đồng với mọi người chứ không phải là mọi người hòa đồng với mình. Đấy nhá, cho cả nhà biết cái vị trí cách cục này này. Là tốt nhất như cái hoa tay này. Cái ba hoa này này. Ba hoa đẹp ấy, nó lên là vị trí của vị trí của R1. L2. R2. Đó. Riêng ba cách cục này. Tại sao lại không lên có hoa tay một tâm? Hoa tay một tâm ở vị trí của L1 lại không tốt. Mình nên hòa đồng với thế giới à. Đây là vị trí của giao tiếp tương tác, ok rồi. Giao tiếp đúng không? Kết nối ra bên ngoài. Đúng nhỉ? Đó. Thì đây vị trí là một. Nó chính là cái cửa ra vào. Chưa? Đó. Cái cửa ra vào của một người đấy. Cho nên là vân tay trùng hoa tay một tâm thì vân tay đó là vân tay đóng. Cái cửa luôn luôn đóng. Thì cái nghĩa là cái cửa không sẵn sàng chấp nhận tất cả. Do vậy cái cửa đó là cái cửa hẹp. Hoặc là cái cửa đó là cái cửa đóng. Đóng thì và nguyên tắc mỗi con người, mỗi thân thể nó là một dòng chảy, nó có vào có ra. Thế mà vị trí này ông đóng lại, giao tiếp kết nối, đây là cái cửa ra vào ông đóng lại, rõ ràng là bị hạn chế rồi, chưa? Đấy. Cho nên tại sao vị trí ở hoa tay một tâm đây thì lại là người cô đơn cô độc, cô đơn đấy, ở vị trí con cái bên tay trái chúng ta cô đơn với thế giới bên ngoài. Như vậy là cái chúng ta không nhận được cái nguồn lực bên ngoài mà nó sẽ bị hạn chế. Đấy. Bên này nó là cái cửa vào cửa ra, thì cửa vào của hai vị trí này ở vị trí bên ngón tay cái bên này cần phải có cái cần cái cửa bên này, chính là cái cửa bên này thì cần là trùng nước và ngón út này nữa, hai ngón út là cần nước, bởi vì nó sẽ là một cái dòng thông thủy có vào có ra thì mới tốt. Đấy, thì tại sao như cái người hoa tay ở hai vị hoa tay hai hai vị ngón cái này nguy cơ bị bệnh bệnh cao hơn so với người bình thường, so với người chủ nước? Lý do là gì? Đến hai vị trí này nó chặn lại cái dòng lưu chuyển, nó đi từ trên đây xuống đây, dòng lưu chuyển nó đi từ trên đây xuống đây, nó đi từ dưới này lên trên này. Thế mà đến đây bị chặn lại thì nó sẽ làm cho toàn bộ hệ thống trên này bị ngưng tắc lại, không thoát được. Đấy, nó giống như bị tắc cống. Hoa tay một tâm đây thì không, nó làm tắc tắc kinh mạch, nên là nguy cơ về bệnh là cao. Cho nên là những cái người dù là tài năng đến đâu thì tài năng, nhưng mà ở trên này có thể kiếm trác rất là tốt, nhưng mà đến lúc về đích thì dính bệnh, có thể tài sản có nhiều, lúc này nó xảy ra hiện tượng đánh đổi với sức khỏe. Các bạn chúng ta biết là một người không thể giữ được bất kỳ cái gì hết, đánh đổi với sức khỏe. Ở trên này càng nhiều tiền thì nguy cơ dưới này bệnh càng cao, hai cái này đánh đổi với nhau, có sự hoán đổi, và cái này nó tuân thủ theo đúng quy tắc đối xứng cân bằng. Nếu như anh tích lũy trên này nhiều mà dưới này anh không mở thì rõ ràng nó bị tắc, tắc thì có nghĩa là bệnh, tiền nhiều đánh đổi với bệnh.
cho nên là vào bệnh viện thì nó sẽ móc sạch cái đám này ra, nó lại cho anh trở về trạng thái cân bằng. Cả nhà thấy vấn đề chưa? Đó. Thì trên tại sao vị trí là một, nó là cái cửa ra vào đấy, cho chính vì thế ở vân tay này, vân tay riêng vị trí là một, nó cần phải có tính mở, nó là như vậy. Thì đấy là cái cục này nhá. Còn đâu tại sao là tài, tài thực ra cái tài ở đây ấy, cái tài này này là cái nguồn lực này này với cái tỷ lệ chỉ huy dẫn dắt này, nó được tối ưu hóa, tối ưu hóa. Đấy. Nó vừa có sự hợp nhất, nó vừa có sự dẫn dắt, cái sự dẫn dắt này nó không, nó nằm trong tỷ lệ thấp hơn thì là tốt. Nhưng trong một gia đình ấy, mà trong một gia đình giả sử như là có vợ chồng chẳng hạn, mà hợp nhất được cái quyền chỉ huy cho một trong hai người, hoặc là người vợ hoặc là người chồng thì tốt. Nhưng mà trong một gia đình mà người vợ cũng muốn lên chỉ huy mà ông chồng cũng muốn chỉ huy, chỉ trong một gia đình thế thôi, các vị sẽ nhìn thấy nó phức tạp đến cỡ nào rồi. Chứ chưa nói là đây là cấu trúc của một đội quân 10 10 người này, mà tới có tận tận có khoảng tầm cỡ là trên vượt quá 30 chỉ huy không tốt. Chỉ nó đã sư dây thì gây ra vấn đề đấy nhá. Trong một gia đình, cho nên trong một gia đình để mà yên ấm ấy, thì chúng ta phải biết ưu tiên cho một người. Đấy, một người ở đây là một người đứng là làm chủ chính. Chứ còn nếu như bà vợ mà vượt vọt lên ra khỏi mặt, mà cũng nhảy ra quan can thiệp vào quyền chỉ huy mà không không đúng chức năng ấy, thì nó sẽ xây ra cái gia đình gọi là nhiều cái lục đục, nhiều cái lộn xộn, nhà chỉ có một mái ấy. Đấy. Tất nhiên ở đây trong trường hợp này thì nó sẽ phân công ra, ông chồng có nhiệm vụ giống như ra ngoài thiết lập quan hệ, tạo cái nguồn doanh thu đi vào, bà vợ làm cái nhiệm vụ quản lý toàn bộ nguồn lực đấy. Chứ mà ông chồng ông cướp lốt cái ông nhưng mà ông chồng mà cướp lốt cả cái quyền quản lý nữa thì cũng dở chưa, bà vợ lại tranh nốt cái quyền coi như là ngoại giao nữa thì cũng dở. Đấy. Cho nên là mỗi người có một cái vị trí xứng đáng thì nó ổn. Ừ. Thì đấy là chúng ta hiểu về cái vấn đề cái sự hợp nhất hai cái tỷ lệ này. Đó. Thì bản chất của những cái người mà ba hoa bảy lũ ấy, thì họ có một đặc điểm là khi họ làm được cái việc, khi mà họ tập trung vào việc gì, người ta dễ được việc đó. Đấy. Cái sự thống nhất nhất quán của họ là cao hơn. Đó. Thì đấy là cái cấu trúc gọi là bảy hoa ba lộ đấy. Thực chất nó là thực chất ấy, trong trường hợp này nó là nó tụ được nguồn lực, nó dẫn dắt được nguồn lực, dẫn dắt được, tụ được và dẫn dắt được nguồn lực, đó là thành công. Đấy là cái cấu trúc của bảy ba hoa bảy trụ, đó là như vậy. Đó. Vậy thì ở ngón này cần mở, ngón này cần phải tập trung, món này cần phải hợp nhất, bởi vì quản lý quản trị mà không có hợp nhất thì làm sao tụ được hết nguồn lực. Nguồn này, nguồn này, vân tay này chính là vân tay ngón cái R1, chính là vân tay ở dưới, vân tay của mặt đất, vân tay của tinh tụ. Đó. Thì bên này ngón cần tụ là được, ngắn tụ lại. Còn tư duy mục tiêu cần phải rõ ràng, bởi vì một hành động không rõ ràng đầu tiên nó sẽ là một hành động yếu ớt. Do vậy trong tư duy luôn luôn cần phải rõ ràng. Rõ ràng chính là sức mạnh. Chưa? Mục tiêu, khi nhìn thấy rõ ràng mục tiêu giống như đi đâu cũng vậy. Chúng ta cần phải biết điểm đến, lộ trình đi, phương tiện đi. Thì lúc đấy chúng ta chỉ việc lái xe rất là thảnh thơi, mạnh mẽ, đạp ga bao nhiêu cũng được. Đó. Thì chúng ta, bởi vì chúng ta biết điểm đến rồi, chúng ta biết lộ trình rồi, chúng ta có phương tiện rồi, là cứ đi thôi. Nhưng mà nếu như mà một người không có rõ ràng mục tiêu, không có phương hướng, thì rõ ràng đây là người mù đường, và người ta đi đến đâu người ta phải hỏi đến đó, mà đi như thế không thể nhanh được, không thể mạnh được, đúng không? Cho vậy ngón này cần phải sự có sự rõ ràng, và ít nhất phải tính ngược hoặc là hoa tay. Đấy. Hoa tay phải là hoa tay một tâm hoặc là tính ngược. Tính ngược đây ít ít ra thì cũng phải có cái trùng A, hoặc là trùng A đây thì tốt, mà A ngược đây thì kiếp nữa. Đấy.
AT đấy cũng được, nhưng mà tốt nhất là A ngược, AR hoặc là gì đó thì tốt rồi. Cố im đấy. Hoặc là hoa tay đại bàng hoa tâm ở đây cũng được, ngược thì càng tốt, ngược thì càng mạnh. À, vị trí ở ngón và hai có nghĩa là đầu tiên sức mạnh muốn đi dẫn vị trí này chính là vị trí dẫn hướng, ngón chỉ đường chưa, cho nên vị trí này là cần có hoa tay, vị trí này cũng cần có hoa tay. Đây là ngón của R2. Tại sao vị trí này cần hoa tay? Bởi vì tính toán. Tính toán chính là cái việc đó là phân định các nguồn lực và đưa xây dựng ra các cái tiêu chuẩn định mức. Đấy, là ngón R2 nó làm tính toán. Làm việc mà không có tính toán, cảm tính là không được. Đó, do vậy mà nó này chính là ngón tính toán, ngón này là ngón của logic. Logic thì rất hợp với các cái chủng vuông. Đó, bởi vì nó là sự rõ ràng, nó là sự cụ thể. Do vậy là như vậy, một anh quản trị, một cô kế toán cộng một lãnh đạo dẫn đường cộng một nhà ngoại giao kết hợp lại với nhau chưa, còn đâu dưới đám này là quân thực thi thôi. Đó, chúng ta hình dung ra sức mạnh của ba hoa bảy lục chưa. Đó. Anh này anh là anh ngoại giao nhé, anh mở cửa. Anh này là anh chỉ huy, bên chỉ huy dẫn dắt bên trong. Anh này là kế toán tính toán và bên này chính là một nhà quản lý. Còn đâu dưới này chỉ cần chung nước thôi. Đấy, tại sao ba hoa bảy lục nó mạnh ở chỗ đây, nó thành tài năng ở chỗ đây. Ừ. Còn đâu nếu như bên này là đại bàng ngược thì xu hướng của người này sẽ có tài năng để chỉ huy dẫn dắt. Còn đâu nếu như vị trí này nó mạnh R2 thì vị trí này là một người tính toán tốt, mưu lược tốt, mưu mẹo nào ở đây. Còn cái khả năng này, cái khả năng đây chính là cái khả năng quản lý quản trị. Nếu như mà vị trí trong ba vị trí này, trong bốn vị trí này thì phải xem xét xem là vị trí nào là vị trí mạnh. Đó. Nếu như vị trí bên này mạnh thì họ có tài năng về chỉ lãnh đạo dẫn dắt. Nếu như vị trí này tốt, họ có khả năng về tính toán, một nhà mưu lược về tài tính toán. Đó. Còn vị trí bên này chính là tài năng về quản lý. Chưa? Còn nếu như nó không nằm ở các cái vùng trên này, nằm ở dưới này thì sẽ tài năng nó sẽ nằm ở các cái chức năng này. Chức năng này là chức năng giáo dục, truyền thông, âm nhạc, có thể tài năng về âm nhạc, ngôn ngữ, tài năng về truyền thông, tài năng về 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 cái về học trí tuệ. Đấy. Còn tài năng ở dưới này thì nó thiên về mỹ thuật, thiên nhiên. Còn tài năng này có thể là có họ giỏi ở tố chất của một nhà vận động viên, hoặc là có cái họ là họ có một cái bàn tay vàng handmade, làm những cái nghề thủ công mỹ nghệ, họ làm tốt, rất tốt những cái họ họ là giỏi tài năng về kỹ năng. Đấy. Thì như vậy là chúng ta định vị được xem là cái tài năng là gì. Đầu tiên chúng ta biết là có tài cái đã. Sau đó chúng ta xem đi sâu vào các vị trí để chúng ta dò ra tiếp rằng tài năng ở đây cụ thể là tài năng gì. Đó. Thì chúng ta phải căn cứ trên vùng chức năng. Chưa? Căn cứ trên vùng chức năng và chúng ta so sánh xem chủng nào chủng mạnh hơn, mật độ tế bào thần kinh nào là mật độ tế bào mạnh, hoặc là so sánh về chủng, hoặc là so sánh về mật độ tế bào thần kinh để chúng ta tìm ra được cái điểm key cuối cùng. Đó là cái tài năng này chính xác là tài năng gì. Chưa? Còn đâu nó chỉ biết là bảy hoa ba hoa bảy lục thì tài, vậy thì bây giờ chúng ta phải dò ra cái tài này là tài gì. Chưa? Ok, thì đó là ba hoa bảy lục. Còn ngược lại bảy hoa ba lục thì sao, tại sao bảy hoa ba lục đi làm tay sai cho người khác, ai giải thích được không? Có phải là bảy hoa là do nhiều tài quá nên mới dễ cho người ta, nhiều tài quá chỉ dễ cho người ta sử dụng cái tài của họ để đi làm phải không anh Lực? Mình không gọi là nhiều tài, bởi vì tài ở đây thì thực ra mình dùng từ tài đây là có tài năng. Đấy, còn đâu bảy hoa ba lộ thì cũng có tài, không phải không có tài, nhưng cái tài này nó không được
hợp nhất, nó là tài lẻ, chính xác bảy hoa nó cũng có tài đấy, là tài lẻ, nhiều tài lẻ, nhưng mà cái tài lẻ là gọi là tài lẻ, còn cái tài này là tài tụ đấy. Bản chất bảy, những cái bảy hoa này này thì là những cái người là người ta có thể là nhiều cái tài lẻ khác nhau đấy, người ta có khả năng là làm được nhiều loại hình công việc khác nhau. Tên bảy hoa ba ba lùi này, nó gọi là đa tài, đa năng, đa nhiệm. Biết nhiều, nhiều ngành nghề. Đó. Nó chỉ bị một cái nhược điểm thôi. Bảy hoa ba lụ này nó chỉ bị một cái nhược điểm. Nhược điểm của nó là gì? Nó chỉ bị một cái nhược điểm thôi, là nó bị là thiếu độc lập, thiếu hợp nhất và thiếu nhất quán, nó còn thiếu hợp nhất thế thôi, nó chỉ bị một cái nhược điểm là thiếu hợp nhất. Nó giống như một nước có 7 tướng, trong một quốc gia có 7 tướng thì rõ ràng 7 tướng là 7 vùng khác nhau. Đó. Trong chức năng thì mạnh, nhưng cái mạnh này nó gọi là mạnh riêng rời, riêng rời một từng cái thì mạnh, nhưng không cái sức mạnh của tổng thể thì lại không mạnh. Đó. Câu chuyện này chính là câu chuyện của bó đũa. À, câu chuyện trên mới là câu chuyện của bó đũa. Câu chuyện này mình câu chuyện của bó đũa. Cái bảy hoa bảy bảy lụ này ấy, thì giống như là mỗi ông cũng mạnh riêng. Bảy cái mỗi cái hoa tay là một cái mạnh riêng. Nhưng mà cái mạnh này nó là mạnh tài lẻ thôi. Chúng ta gọi là tài này, nhưng gọi là tài chính xác gọi là tài lẻ. Mà tài lẻ thì có làm nên nghiệp lớn không? Có, đúng không? Cho nên những cái mẫu người này này thì tại sao sao lại làm cho người khác, mà đây chúng ta không gọi là làm cho người khác, mà chính xác chúng ta gọi là làm cho tổ chức. Hôm qua mình tư vấn một cái bài cũng 10 hoa, và mình hỏi ngay tính cách này thì rất là mạnh, nhưng nó chỉ hợp cho lĩnh vực, nó chỉ hợp đi lên, tốt nhất là đi làm cho tổ chức, làm cơ quan, làm tổ chức càng lớn thì càng tốt. Thế mẹ ông bạn cũng nói luôn, bố bạn ấy làm quân đội, mình bảo đúng rồi, bạn này tiếp tục nghiệp quân đội, vào quân đội thì được, chứ còn nếu như mà ở ngoài thì bởi vì 10 hoa là người ta cảm giác người ta làm việc gì cũng được. Và đặc chính của người mười hoa thì nó có một nhược điểm chung chung là thích chinh phục. Hôm nay thích chinh phục mục tiêu này, chinh phục mục tiêu kia. Thì trường hợp này nó sinh ra hiện tượng, nó gọi là đứng núi này trông núi lọ, đứng núi này trông núi kia. Cho nên chả bao giờ họ họ cứ thích, họ cuộc đời họ chỉ là những chuyến chinh phục thôi, chứ họ không có hợp nhất được. Đấy. Suốt ngày mà thích mang quân đi đánh trận thôi. Còn đâu đánh trận xong thì không quản trị được, không quản lý được, lại bị loạn. Đó, cho nên là trong cái lịch sử chiến tranh cũng chúng ta nhìn thấy nhiều vị tướng thì đi đánh đánh trận rất là giỏi, nhưng mà không quản trị được quốc gia, không quản trị được đất nước, và cuộc đời không ai ai là cho tất cả. Anh giỏi xâm chiếm, anh giỏi chinh phục thì anh chắc chắn anh sẽ không giỏi quản lý. Đó, đối xứng đấy, luật đối xứng cân bằng.
Đấy. Thế về về chính cho có những người thì khi mà mang quân đi chỉ làm tướng được thôi, không thể làm vua được. Làm tướng thì rất là giỏi, đánh trận nào cũng thắng, nhưng mà không thể làm vua được. Vua là một yếu tố khác, không phải tướng là một yếu tố khác. Đấy. Ok, thì chúng ta hiểu tại sao bảy hoa ba lộ ngược lại của ba hoa bảy lộ với bảy hoa ba lộ, đó chính là nó bị độc lập, thiếu sự hợp nhất. Vậy thì nguyên nhân ở đây thiếu sự hợp nhất. Về mặt chức năng, vùng thì mạnh, trên từng chức năng này rất mạnh, nhưng cái mạnh này lại không được hợp nhất trên một trận trình thể. Cái mạnh này thậm chí nó lại còn có sẽ thậm chí là sinh ra tính phá phá tổ chức, bởi vì trên nó nằm trên một tổng thể 10 ngón tay này. Đó. Thậm chí là 17 hoa nó lại cách cục nó phá. Phá ở đây là gì? Không những không hợp nhất mà lại còn phá nhé. Chức năng này phá chức năng kia. Chúng ta hình dung rằng là chúng ta làm rất nhiều ngành nghề. Đấy, hôm nay vừa mở một tiệm live xong, ngày mai lại quay ra bên kia mở tiếp một cái tiệm cầm đồ, ngày mốt lại nhảy sang bên kia mở tiếp một cái trạm cho thuê xe, ngày mốt thấy thằng kia nó kiếm tiền nhanh quá vì nó đầu tư tài chính, lại nhảy lốt vào lĩnh vực tài chính. Thế thì mỗi một lần nhảy vào như vậy thì nó bị chia nguồn lực của chúng ta ra, và nó bị những đối thủ mạnh hơn nó xơi tá hết. Những đối thủ mạnh hơn là nó có chuyên môn, nó có pro, nó có thâm liên, nó sẽ xơi tá hết. Như vậy không những mà không không hợp nhất mà lại còn bị phá ra như vậy. Và chúng ta hình dung là cứ mỗi lần đầu tư một món như vậy thì chúng ta sẽ bị sẽ có nghĩa là chi phí nguồn lực chúng ta sẽ lớn. Thì đó là cái hiện tượng bảy hoa ba lộ nha. Còn đấy là cái cục này, còn bảy mười người mười lụ tại sao lại mạnh? Mười lụ là chính là cái sự bản chất của sự đây là sự hợp nhất. Toàn bộ. Và người mười lụ lại có đặc điểm chung, có một nguyên lý chung, đó là họ trội lão cha. Thế nên người này làm rất tốt cái công tác gì cả nhà biết không? Chính trị. Hoặc là đại diện cho một tổ chức lãnh đạo đấy. Người không có hoa tay lại là người làm lãnh đạo. Vậy thì lúc này chúng ta hiểu lãnh đạo là gì? Lãnh đạo thực chất là đại diện cho một tổ chức. Vậy thôi. Không nhất thiết phải là cái người lãnh đạo mà 10 nước này mới là lãnh đạo xịn. Chỉ còn cái lãnh đạo của hoa tay một tâm ấy, nó chỉ là lãnh đạo doanh nghiệp thôi. Còn nó lãnh đạo của 10 nước này mới là lãnh đạo tầm lớn. Lãnh đạo ít nhất là tầm huyện, tầm tỉnh, thậm chí quốc gia luôn. 10 nước ấy, trong trường hợp này. Đó mới là lãnh đạo của nước này mới là lãnh đạo lớn. Chứ lãnh đạo của đại bàng thì chỉ làm trong tổ chức doanh nghiệp các thứ lằng ngoằng vớ vẩn thôi, chưa phải là lãnh đạo xịn đâu. Lãnh đạo nước này mới là lãnh đạo mới nước này mới là lãnh đạo lớn. Tại sao lãnh đạo của nước mới là lãnh đạo lớn? Có ai phân tích được yếu tố này không? Mà không phải là trùng kim, trùng quân. Nào, cả nhà động não đi một tí xem nào. Ai giơ tay trả lời giúp với? Mười nước có phải là do cái giống như là cống hiến cho xã hội nhiều, nó không có phải là cứng nhắc quá, nó sẽ suy nghĩ về xã hội nhiều hơn phải không anh? Đúng, nhưng nó chưa thỏa mãn câu hỏi này. Theo em á, mười nước thứ nhất là cái cách họ họ tương tác với lại họ sẽ linh hoạt và cái tâm của họ rất là tốt, và khi mà mười nước mà hợp nhất với nhau thì nó sẽ tạo nên một cái dòng gọi là giống như tạo nên một cái sức mạnh lớn.
Đúng, nhưng nó chưa sát đúng với câu trả lời. Câu hỏi là chính xác là gì ạ? Em muốn nghe lại câu hỏi. Họ có Câu hỏi thể chính quy xác là hướng tại sao lãnh quy đạo của nước là lãnh đạo mới là mạnh, mạnh hơn các chủng quân. bởi Tại vì sao 10 người nước chủ nước là lãnh đạo mạnh hơn chủng quân? họ sẽ dung hòa và họ sẽ lợi dụng được cái sức mạnh của tập thể á. Đúng, nhưng chưa 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 thỏa mãn câu trả lời. Chưa Theo xong em thì câu hỏi. 10 nước này họ sẽ quy tụ được tất cả các dòng các nguồn lực của toàn quốc gia lại và họ sẽ đoàn kết được Thực đại chất họ chúng. không quy tụ được, nước có quy tụ được ai đâu mà. Đại đảng nó mới quy tụ được, nước có làm gì có quy tụ được đâu. Anh hiểu này, Rồi. có phải nước thì nó được quân sư của chủ nguồn không anh? Quân chủ nguồn nó sẽ quân sư cho nước không? Thằng nước này thằng đầu ngu làm sao mà quân sư được? Đâu, Nước là thằng nguồn nó bi quân sư mà, cho tâm nước tâm si mà. không? Nước khi mà kiến thức là đủ lớn ấy, thì nhiều cái rất là mạnh ạ. Bởi vì tính sao cho có người chủ nước lớn đủ 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 lớn rồi thì họ lại là những người mà Tại có sao lãnh thể đạo nước lại mạnh hơn lãnh đạo đại bàng? Cả nhà đố. em nghĩ thêm cái này nữa là do yếu Họ tố có tình cảm, họ bao gồm có cái sự tình cảm và hầu hết các mối quan hệ của họ là đều đến từ ân nghĩa. vẫn chỉ là rời rạc thôi, chưa chưa đúng. Lê Em Châu nghĩ là là do muốn biết Lê Châu biết tại sao 10 nước lãnh đạo này mạnh hơn nước đại bàng. thưa thầy, em nghĩ là nước có một cái đặc điểm là có khả năng liên kết, thì em nghĩ đó là cái ưu điểm của nước, Đúng rồi. cho nên là khả năng liên kết mọi người lại thì họ có thể tạo nên sự đoàn thống nhất và đoàn kết. Đúng rồi, nước là có đoàn kết, nước là có hợp nhất, nước là có đoàn tụ. Nhưng chúng ta đang so sánh giữa hai cái đối tượng lãnh đạo đại bàng và lãnh đạo nước. Tại sao lãnh đạo nước lại lớn mạnh hơn lãnh đạo đại bàng? Bởi vì Tức đại là bàng sẽ dẫn dắt và chú ý và áp đặt cái suy nghĩ của họ, còn nước thì họ sẽ lấy ý kiến của tập thể chúng. Và khi mà gọi là lãnh đạo giỏi là lãnh đạo nó phát huy được tập thể và sức mạnh của tập thể, và khi mà quy tụ được những thiên tài tập thể thì tập thể đó rất mạnh, và chính vì cái sự sự quy tụ được nhiều cái thiên tài như thế thì đó chính là lãnh đạo thiên tài. câu hỏi này có hai cái câu hỏi này sẽ có hai cái sẽ phải trả lời bằng hai phương án nha. Cả nhà chẳng bao giờ để ý cả. Trên trái đất này cái gì nhiều nhất? Nước Nước. Đất với nước thì thực chất đất nhiều hay nước nhiều? nhiều ạ. Đúng rồi, đấy nằm ở chỗ này. Nước mới là nhiều nhất, nước nó chiếm 3 phần Đại 4 diện cho trái tập đất, đúng không? Nước nhiều xong mới đến đất đúng không? Xong mới đến kim đúng không? Chưa. Như vậy nước là nhiều nhất, cho nên là tại sao nước mới là lãnh đạo? Nước là lãnh đạo của cả trái đất này luôn, chứ đừng có nói chuyện là ấy đi nhá. Đấy. Cho nên tại sao lãnh đạo của nước nó lớn hơn? Bởi vì là sao? Vì cái bọn nước nó chiếm mật độ đông nhất trên trái đất này. Cho nên là nó xứng đáng là được làm lãnh đạo to nhất. Chưa? Đấy. Cái thứ đó hai nữa là cái là niềm chúng ta học tin. về vô ngã vô thường rồi chúng ta biết rồi. Chẳng có cái gì là độc lập riêng rời cả. Hiểu không? Chúng chỉ là một tập hợp. Đấy. Bây giờ chúng ta phải vận dụng vào cái kiến thức về vô ngã vô thường kia. Chúng ta mới thấy được ra rõ giá trị của nó hơn nữa. Đấy. Cho nên là một cái để hình thành một cái gì đó thì thường thường nó là sự tập hợp của nhiều nhân duyên, nhiều nhân tố.
Và nước chính là nó làm được cái việc này. Nó là sự tập hợp, chứ nó không phải là một cá thể độc lập riêng rời. Đó. Và trong xã hội chúng ta biết rồi, không ai tài năng được hết. Cho nên là cái người giỏi nhất không phải là người nhiều tài, mà họ hợp nhất được nhiều người tài lại với nhau. Chưa? Trong lịch sử chúng ta nhìn thấy Lưu Bị rồi tất cả các anh hùng này, dân tộc, những cái người mà gọi là những cái người lãnh đạo tài ba, họ không phải là người giỏi đánh trận. Đấy, nhưng mà cái một trong những cái tài của những cái nhà chính trị đó là họ tập hợp được những người tài. Bản thân họ không phải là bản thân họ tách ra thì họ không có cái tài gì riêng riêng nhiều, nhưng mà họ họ lại cái tài năng của họ lại thể hiện thông qua việc là chiêu dụ, tập hợp được những người tài lại với nhau. Đó. Cho nên đấy chúng ta mới hiểu từ từ cái vô ngã ra, chúng ta hiểu một lần nữa là gì? Cái người cao nhất ấy không phải là người, họ chính là cái người mà tập hợp được những cái người tài. Họ bản chất nếu mà tách rời ra, họ trong con người họ lại không có nhiều tài, nhưng cái tài của họ là thể hiện thông qua việc là tập hợp được người, nhiều người tài. Hai nhân tố này nó tạo ra sức mạnh của nước. Cho nên các vị nên lưu ý rằng người mới nước nhá, nó còn mạnh hơn đại bàng. Là chỗ này. Chưa? Mười nước thì thậm chí người ta bảo ít nhất thì làm coi như là chủ tịch huyện, chủ tịch xã, chủ tịch phường, to lên làm chủ tịch nước, tổng bí thư. Đấy, nhưng mà nhớ nha, tổng bí thư chắc chắn là phải có núi hoặc là có gì đấy, bởi vì cái lụ này ấy, nó lụ này nó quy nạp cho cả chủng núi và chủng nước, chứ nó không phải là chỉ chủng nước. Đấy, cái lụ này cả nhà lưu ý này, cái lụ này thì nó gồm cả núi cả nước nha. Đấy, nếu như mà 10 lụ này mà có núi thì mới thực sự là mạnh, đặc biệt nhất núi ở trong tư duy này, chứ còn mới nếu như mà nước ở trong tư duy này ấy, thì thằng đầu đất rồi. Đấy, do vậy mà cái lụ này chúng ta lưu ý là lụ ngày xưa các cụ chỉ quan tâm đến là nó là cái hai cái vòng nó khép lại với nhau thôi. Đấy, cái móc móc cong với nhau thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta học với vân tay, chúng ta hiểu rằng là nếu như mà ở tầm lãnh đạo thì giả sử như là những cái ông này mà 10 nước, 10 10 lụ này chẳng hạn, nhưng mà chắc chắn trong nếu như là để làm lãnh đạo được thì chắc chắn trong 10 10 cái lụ này có một núi, trong 10 lụ này có một núi, trong núi ít nhất có núi thì mới làm được cái việc vai trò này. Đó. Chứ nó không hoàn toàn là 10 nước đâu. Còn nó 10 nước bình thường thì chỉ thường chỉ làm chủ tịch phường, chủ tịch ấy thôi. Nhưng mà trong 10 lụ này mà có núi thì là làm lãnh đạo hàm cấp cao ấy. Đấy. Hàm cấp cao. Giống như là bạn tớ phó chủ tịch tỉnh. Người tớ biết. Đấy. Rồi xung quanh nó những cái người còn lại là mình biết. Đấy. Rồi là mình gặp rất nhiều chủ tịch huyện. Cái cục này. Em mình là Còn chủ chú tịch. Lượng sao chú? Em mình là chủ tịch phường, chả có cái hoa tay nào. Nhưng nó có hai núi ở đây. Toàn bộ dưới này là hoa tay, là chủ nước hết. Toàn bộ có núi đây. Nó là chủ tịch phường, em mình. Đấy. Nó Còn là chú Lượng sao? Chú chú á, Lượng. cũng chả làm chủ tịch gì cả. Đấy. Chưa? Đấy. Nhưng mà em Nhưng mà có ở ý kiến cái thực cách cục ra này á, mình mười có mười nước ấy thì rất mạnh mạnh hơn cả Đài Bang, nhưng không phải phủ nhận cái sự giỏi của Đài Bang, bởi vì em thấy trong thực tế vẫn có những người mười Đài Bang họ ở vị trí rất là cao, cũng là khá là cao, và họ cũng đang ảnh hưởng đến cộng đồng rất là lớn, họ cũng trao ra giá trị rất là nhiều. Vậy thì ở đây chúng ta không thể là phủ định cái sự giỏi hay sự
gọi là độc lập hay là có mục tiêu của Đài Bang, mà chúng ta đang nói về việc đó là 10 hóa thì nó mạnh hơn Đài Bang. Còn người 10 Đài Bang không phải vì vậy mà các bạn nghe các bạn phủ định cái tài năng của Đài Bang. Bởi vì thực ra theo em quan sát thì có những cái nhà lãnh đạo bây giờ họ cũng rất là nhiều Đài Bang và họ cũng có tầm ảnh hưởng rộng và mang lại giá trị cho cộng đồng rất là lớn đấy ạ. 10 đề bàn chưa bao giờ mạnh đâu nhá. Thầy ơi, em không đồng ý với ý kiến đấy. 10 Đài Bang hiện tại là một là giám đốc 10 đề khu vực bàn chưa bao của giờ mạnh đâu nhá. em Nhớ đấy. thấy hiện tại là có chị giám đốc khu vực Nghệ An của bọn em là 10 Đài Bang. Thứ hai là anh Tào là người bảy bảy hóa ban ban bảy bảy Đài Bang và bao nước, cũng là một người rất là giỏi vì anh đã quy tụ được tầm 400 doanh nghiệp tham gia vào cộng đồng. Tất nhiên thì sẽ có những cái mặt chưa được và mặt được, nhưng mà về cơ bản ấy thì họ đã quy tụ được một cái cộng đồng và xây dựng những cái chapter mà hiện tại là họ đã gắn bó và mang lại giá trị cho những chi chủ doanh nghiệp, kể cả là mới thành lập hay là doanh nghiệp lâu năm. Vậy thì chúng ta cũng phải phủ nhận cái điểm mạnh của những người mà có 10 hóa và 7 hóa ba nù được, và 7 7 hóa ba nù được, đúng không ạ? Ok. Mà đã học đến 10 hoa đâu mà đã gọi coi như là nhảy lên coi như là bình luận, đã hiểu về nó đâu? Đã có cái kiến thức Nhưng về mà nó đang đâu? học về 7 hóa ba nù là anh giám đốc vùng đi ngân tàu và em nha. Nhưng mà em có biết là ông giám đốc đấy là đằng sau ông là một đống bao nhiêu tỷ lợn, em có biết không? Em có nhìn thấy cái mặt thật của người ta không? Hay em chỉ nhìn thấy cái vỏ người ta thôi, đúng không? Không, em nghĩ là anh ấy đã có một cái thành tựu vì anh cũng đã làm trong ngành phòng cháy chữa cháy 15 Cho năm. nên đừng cứ tưởng là doanh nghiệp to là ấy, giống như Trịnh Văn Quyết chưa? Hiểu không? Đấy, so đi, so hẳn Trịnh Văn Quyết luôn. Vậy cái kết cục Thầy cuộc ơi, đời người ta được cái gì? Đấy, thích so cho hẳn, lấy hẳn coi như là cá lớn so luôn. hôm sau anh đọc bài của thầy của anh Tào thì sẽ rõ mà. Chưa? Thích so so cho so hẳn cho người lớn luôn. Đấy. Vấn đề là Thì thế em này, nói rất trên một ngon, hành trình là người ta một đi ấy, người mang lại trên giá một hành trị cho trình cộng người ta đồng đi nha. ấy, mình phải biết là cái kết cục cuối cùng đó là gì, và cái thật nhé, phải là nhìn thấy cái thật của họ nhé, chứ còn nếu như mà chúng ta cứ nhìn ra bề vỏ bên ngoài là chúng ta tưởng vậy, nhưng mà nó khác rất nhiều đấy. Cho nên là khi mà chúng ta nghiên cứu về tâm này này là có một cái lợi thế vô cùng mạnh, đó là chúng ta nhìn vào cái core của người ta, cái core này, cái lõi trung tâm ấy. Còn đâu nếu như các bạn chỉ nhìn bằng tiền tài, nhìn bằng cái danh vọng của người ta ấy, đó chỉ là cái vỏ thôi. Nhưng cái vỏ này nó tạo ra bởi rất nhiều yếu tố. Đó. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta cần phải coi như là, nên mình chỉ cần phải hiểu rõ cái bản chất thật bên trong ấy. Đó. Bản chất thật ở bên trong. 10 hoa thì thực ra rất đơn giản thôi, bởi vì ở đâu mình nhìn thấy cơ sở của người ta. À, chỗ này là chiết xuất ga, là chỗ kia là trạm gara ô tô, là chỗ kia là đại lý. Nhưng mà hỏi tại sao, hỏi thực sự thằng giám đốc đấy, mày lấy tiền đâu ra mà nhiều thế? Nó mà tao toàn coi như là cái lọ gối đầu cho cái kia thôi. Nó giống như các chủ dự án xây dựng các cái công trình ấy. Tiền công trình này gối đầu sang công trình kia thôi. Nhìn chỗ nào cũng thấy tòa nhà, chỗ nào cũng thấy công trình. đúng rồi, chính xác anh Luận, tại vì em từng thấy cái người 10 hoa nhìn bề ngoài người ta giỏi lắm, người ta gối đầu cái này hết cái kia, xong bây giờ em chứng kiến một người 10 hoa mà bây giờ bán hết tài sản luôn, Thì đó. mà bề ngoài á, thật thật ra là em có chơi thì bên trong em cũng làm về xây dựng thì mới biết ai cũng nhìn tưởng người đó giàu có lắm, người ta gối đầu hết cái này tới cái nọ rồi nợ tiền nhẹ ngân hàng á, xong bây giờ là bể nợ luôn.
Đấy, cho nên mình phải nhìn thật với cái người ta, cho nên là mình anh đã nhìn nhìn nhiều người mấy hoa rồi, cho nên anh cũng hiểu được cái cảnh cục của họ. Cho nên là thường thường người mấy hoa thì họ lại có một cái đặc điểm là gì, luôn luôn thể hiện cái vỏ ra bên ngoài. Đấy, nhưng mà thực chất cái core bên trong của họ, cho nên là lúc lúc mà khi mà nó cũng có cái thời kỳ là người ta phát triển rất là nhanh, rất là mạnh, nhưng mà chỉ cần một cái mắt xích, cái sâu chuỗi trong cái cụm này thôi, nó bị sập, nó sẽ kéo hết toàn bộ những cái còn lại. Nó giống như hiệu ứng của domino, nó sập hết xuống. Đấy. À, chính xác luôn, em thấy một người như một hai người như một người trước tên là gần đây làm thấy như vậy luôn rồi. Đây là người ta nói chung là nó gọi là nó va đập thôi, chứ còn đấy là một trong những cái yếu tố chúng ta phải nhìn vào sâu hơn. Đấy. Cho nên là vũ trụ là có cho mình tất cái gì đâu. Chúng ta phải nghiên cứu trong trường hợp này là mình không không cần nhìn vào cái mắt của, như là cái cách nhìn của mình nó không nhìn bằng cái mắt của người bình thường. Mình nhìn vào cái mắt của cấu tạo, của nguyên lý của tự nhiên. Chứ mình không nhìn theo cái kiểu dạng như là nhìn theo cái kiểu dạng như là hình thức bên ngoài. Mình nhìn vào cái bản chất thực. Đó. Có ai lấy được, thực ra thì mình cứ nhìn mà xem, thực ra là chả ai lấy được cái gì, giữ được cái gì lâu được. Ok, đến đấy là độ nha. Bây giờ mười hoa thì sao? Thứ lượng Ừ. cái kết cục của mười nụ á, mỗi người ngay cả những cái tính khí khác nhau thì cũng hơi khác khác đúng không chú, cũng phụ thuộc vào tính khí và vị trí của họ sẽ khác một chút. Mười Ví lụ dụ này như này thì tính cách họ mạnh chú á, đang làm giáo dục à. người mười lụ là tính cách họ cá tính rồi, người mười lụ là họ, người mười lụ thường sức mạnh của họ là lúc này nó lại mạnh hơn so sánh với những cái người khác đấy, họ bởi vì họ là mẫu người này là mẫu người đại diện cho tổ chức đó, thường người mười lụ ấy là họ là đại diện cho tổ chức, do vậy mà thông thường ấy là những cái người mười lụ này này thường là sức mạnh của họ là chính là sức mạnh tổ chức đấy, thì cho nên nó mới xảy ra hiện tượng là gì, cái người mười nước này này ra ngoài xã hội ấy, thì đó là họ là cái mẫu người gọi là cái mẫu người của xã hội, nhưng về nhà thì là thua bà vợ chưa, tại sao người mười nước này về nhà thì thua bà vợ, bởi vì sức mạnh của họ là sức mạnh hợp nhất ở bên ngoài kia, nhưng mà khi về đến nhà thì sức mạnh đó nó không còn nữa, lúc đây nó chật lấc chỉ còn vị ấy thôi, cho nên là chúng ta hiểu được cái những cái tính cách của những nhà làm chính trị ấy, là khi mà họ ra ngoài là họ được coi như là giải thảm, họ được hết người này người kia cúi đầu, nhưng về nhà họ lại phải cúi đầu với bà vợ ở nhà đấy. Nó ở chỗ đấy đấy, đấy là cái sự tính, đấy là một cái đặc điểm tính cách của cái người mấy nước, Và tính khí nó cũng có thay đổi người mười người nước kia. là tính trầm, từ bảy nước Con cho lên thấy là bắt đầu là tính trầm rồi, có ưu tư rồi linh hoạt nữa chú. trầm họ không phải là ưu Ưu tư tư đâu, và linh hoạt. mười nước là trầm rồi, chứ còn nếu mà nó thêm núi nữa, nó mười lụ này thì nó nếu như mà nó cái cấu trúc của nó tỷ lệ chiếm núi nhiều ấy, thì họ trầm nhiều, nhưng mà nếu như mà nó là mười 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 nếu như mười lụ này là mười mười núi ấy, thì tốt nhất là đi tu, chứ À, bạn còn nhiều đó thì còn làm bạn chính trị đó được, chứ còn nếu như núi nhiều thì tốt nhất là nhà tu hành. cái bạn mười nước đó, khí chất ưu tư, tại vì bạn đó có hai vân ngược, hai nước ngược ở tư duy nên ưu tư. 6:31. Ok. Đó là cách cục của mười lụ. Bây giờ vào mười hoa. Mười hoa này thì nó là bóng của bảy hoa ở trên nó. Mười hoa này thì có nghĩa là mười cái xoáy đấy.
10 cái xoáy thì thường thường cái mật độ tế bào thần kinh đây là cao, tép giật xe thường thường là rất cao. Tép giật xe là cao. Đặc điểm đây là cao. Cao thì sao? Nóng lạnh. Đấy là một. Mười hoa ở đây thì nó thể hiện được đặc điểm gì nữa? Nhiều tài. Đa tài. Nhiều tài lẻ. Mười hoa đây có đặc điểm gì cả nhà? Phần tán. Người mười lụ thường thường gặp vấn đề về hôn nhân nhé. Mười hoa nó cũng bị rồi. Đa tài lẻ. Mười hoa là rất là nhiều tài. SGC cao, nhiều tài lẻ. Tính cách của mỗi người này nó gọi là độc lập. Mà nguy cơ của đặc tính cách này nó gọi là thần kinh phân lập. Nhiều vùng khác nhau đấy. Mười hoa là mười vùng khác nhau, mười vùng độc lập với nhau trên vỏ não. Thì sức mạnh của mười hoa này ấy, thì có một đặc điểm chung của giống mười hoa này là sức khỏe tốt. Bởi vì là 10 tụ, 10 tụ, 10 cái tụ xuống, 10 điểm hội tụ đấy. Được cái là sức khỏe tốt. Cho nên là cái mẫu người này thường thường là thiên về hành động. Mẫu người này chỉ thiên về hành động tốt thôi, làm chỉ huy không tốt. Làm tướng thì tốt, không hợp với làm chủ. Tại sao làm tướng tốt mà không hợp với làm chủ? Làm chủ có nghĩa là toàn quyền đấy. Làm tướng thì tốt, nghĩa là phải dưới một người. Đó, người này, mẫu người này thì tốt nhất cách cục mười hoa này, tốt nhất làm cho tổ chức. Mạnh nhất của họ là làm cho tổ chức. Họ lợi thế trong tổ chức lớn, còn đâu họ đứng ra làm một mình là không có lợi, là tán gia bại sản đấy. Ừ. Cho nên là người mới hoa là giống như làm trong quân đội tốt, tốt, làm trong nhà hành chính nhà nước tốt, làm trong cơ quan lớn tốt. Đó. Bởi vì tại sao mẫu người này thường thường mới hoa của nó ấy, nó giỏi thực thi, do vậy mà những cái người mới hoa này là phải nó hội tụ được năng lượng. Nhưng mà cái năng lượng này bây giờ mình phải tìm hiểu về cái năng lượng lấy từ đâu. Nếu như mà chỉ cá nhân của người ta ấy, thì sức mạnh cá nhân thì không đủ lớn. Đó. Cho nên là người ta phải gắn vào tổ chức, người ta phải gắn vào cái tổ chức lớn ấy, thì lúc đấy nó mới cái sự dẫn dắt, sự chỉ huy của nó mới là mạnh. Đó. Chứ còn nếu như mà bản thể một người ấy, thì cả cái tài năng đến đâu, dù là một người thì cái sức mạnh của nó vẫn còn rất là nhỏ.
sức mạnh lợi sức mạnh của nó phải là, thực ra đầu tiên sức mạnh lớn của nó phải là đến từ tổ chức, đến từ cộng đồng. Đấy, cho nên là những cái người người Hoa này mình cũng lời khuyên luôn, tốt nhất đi làm cho nhà nước, vào tổ chức lớn thì càng tốt, chứ còn nếu như làm ông chủ cũng được thôi, nhưng mà so sánh với tổ chức thì làm trong tổ chức sẽ ổn hơn, bởi vì nó sẽ vận dụng được nhiều cái tài năng này, là đa tài lẻ này, nó vận dụng được trong cái vấn đề là cái hành động này. Người này thì thường thường là rất là mạnh mẽ đó, do vậy mà trong hành động họ là những cái người mới hoa, thực ra nó họ họ làm giống như là làm tướng thì tốt, chứ làm ông chủ hoặc là làm chủ tịch không tốt. Đó, cho nên là những cái người này ấy, thì khi làm tướng rất là tốt, mà được thăng chức lên đến làm lên đến coi như là làm phó giám đốc thì rất là tốt, làm trưởng phòng rất tốt, nhưng nhảy lên ghế lãnh đạo hàng đầu phát ăn bom chảng ngay lập tức. Đấy, dính vấn đề ngay lập tức, cho nên là nó không phải là sự sắp đặt. Chúng ta cứ tưởng là lực lượng là giữa cái sự sắp đặt giữa con người với nhau, nhưng mà thực chất nó có một cái quy tắc của tự nhiên, cho nên những cái người này người ta không hiểu, cho nên khi người ta sập người ta đi tìm hiểu người ta phát hiện ra. Cho nên là mình bảo là những cái người này thường thường cứ ở vị trí của hàng tướng thì tốt, chứ là nhảy lên hàng chỉ huy của họ này, hàng đầu là không ổn, hàng đầu phải là thằng này đó. Còn nó thằng này thì vẫn là hàng tướng thôi. Đấy là người mới hoa, cho nên là những cái người mới hoa này thường thường làm trong những cái người này tốt nhất là làm trong môi trường quân đội, mười hoa tay, đặc biệt hoa tay một tâm làm trong môi trường quân đội. Còn ông mười hoa hai tâm thì tốt nhất làm ở trên trong những tổ chức và truyền thông báo chí. Ok, sáng nay chúng ta học đến vậy thôi, còn cái loại hai tính cách đối lập này nữa, nhưng mà sẽ lúc khác chia sẻ, hôm nay chỉ chia sẻ cho nhà cả nhà bốn cái nhóm này: ba hoa bảy lụ, bảy hoa ba lụ, mười lụ mười hoa, là chúng ta nắm được bốn cái cách không nào. Người mới hoa thì được cái là người ta ví là cái gì, như con dao pha, làm việc gì cũng được, làm việc gì cũng xong. Người mới hoa có cái câu nổi tiếng, cho nên là chúng ta gặp người mới hoa chúng ta nói câu đấy thì họ rất là sướng, vì ta đúng cái trạng thái của người ta đó. Như con dao pha, làm việc gì cũng được, rất là sắc sảo tinh tế. À, nhưng mà làm việc lớn thì không được. Cái khổ nhất của họ là làm việc lớn không được, bởi vì là tài lẻ nhiều mà. Đó. Những người mới hóa em thấy những người nhiều hóa họ rất là thẳng thắn, trung thực và nhiệt tình ấy. Thì đương nhiên rồi, những người đấy là người thẳng thật, mà thẳng thật thì dễ mất lòng, cho nên là về gặp gặp gỡ cá nhân thì rất tốt, nhưng mà đứng trong tổ chức hàng ngũ lớn thì họ họ lại gặp vấn đề, họ lại không hợp nhất được. Thẳng thật thô thường thua thiệt. Chưa, thẳng thô thật đấy, thẳng thô thật, cho nên là Thực họ ra quan hệ em cá nhân thì rất là tốt. Cho nên những cái người mười hoa này này chỉ là xử như là một tướng, gặp được một người có sức thuyết phục của KOL ấy, nó gây ảnh hưởng, nó chấp nhận thì tốt, chứ còn người mười hoa mà đứng ra cả một cái để cho một cái cả cái hội đồng nó bầu ấy, là nó không ưa ông mười hoa này đâu, chưa. Đấy, bởi vì ông mười hoa này thường thường là rất nguy cơ cao, bởi vì là thẳng, mà những cái người là thương về sức khỏe mạnh mà họ thẳng thật độc lập mà, nên là thường thường là nó sẽ gây ra những cái hay gây ra những cái xung đột, cho nên là tổ chức số đông nó sẽ không ưa ông mười hoa này. Nhưng mà ông mười hoa này thì lại rất tác dụng cho một ông nào đó, cho một ông tướng nào đó, bởi vì thằng ông ấy thấy thằng này được việc cho nó vào làm, mặc dù là thằng này ăn nói có vẻ hơi thô, hơi thật, hơi ấy một chút, nhưng không sao, bởi vì quan trọng nhất là thằng này được việc, nên là thằng mới hoa này nó đã được việc rồi đấy. Chứ còn mười hoa đưa ra tổ chức nó không ưa, là ưa mười hoa nếu mà đưa đưa ra bình bầu ấy, mười hoa không được đâu. trong quyển sách mà Trương cũng có đọc, đó là Sinh Trắc Vân Tay Giải Mã Cuộc Đời của Richard Ogre, thì em thấy là để cách một cái người mà mười hóa thành công, gọi là giúp đỡ rất nhiều người thành công, thì họ sẽ thành công bởi vì họ là Trương phải giúp đỡ. Và những người mà muốn được có mười hóa mà muốn thành công thì họ phải giúp đỡ rất nhiều người thành công, bởi vì họ sẽ dùng cái
trung thực, thẳng thắn, nhiệt tình của họ để họ giúp người khác, thì đó là cách mà họ thành công. Ok, sáng nay chị Tung ra stop đây nha. Stop xe. Sáng nay chúng ta Chú xin phép là dừng lại ở đây.